Để phục vụ cho việc học của các con ở nhà, các quý phụ huynh hãy chuẩn bị những bộ đồ dùng sau: bộ lắp ghép Lego, bộ xếp hình hoa, bộ lắp ghép chi tiết hay những khối hình học. Đơn giản hơn là những chiếc lá cây, những nắp chai nhựa, những viên đá vỏ ngao đã được rửa sạch, những chiếc ống mút, que tính hay những chiếc bút chì màu, bìa màu các loại hoặc những hình hình học, những hột hạt bằng nhựa. Như vậy là các con đã thỏa sức khám phá rồi đấy. Xin kính chào quý phụ huynh cùng toàn thể các con. Với mong muốn mang lại nhiều điều bổ ích cho các con, thì hôm nay cô Dần sẽ hướng dẫn chúng mình cách sắp xếp theo quy tắc với những đồ dùng vô cùng đơn giản, dễ tìm trong gia đình của chúng mình đấy. Nào, chúng mình hãy cùng bắt đầu. Các con hãy nhìn lên trên màn hình xem có gì đây. À, có những chiếc mũ bảo hiểm và xe máy đấy. Chúng mình hãy nhận xét xem cách sắp xếp những chiếc mũ bảo hiểm và xe máy như thế nào. À đúng rồi, cứ một mũ bảo hiểm, một xe máy, một mũ bảo hiểm, một xe máy và tiếp đến là một mũ bảo hiểm, một xe máy. Đây là cách sắp xếp hai đối tượng theo quy tắc 1 1 1 1 1. Các con hãy đọc lại cùng cô nhé: một mũ bảo hiểm, một xe máy, một mũ bảo hiểm, một xe máy và tiếp đến là một mũ bảo hiểm, một xe máy. Sáng ra các con được đưa đến trường bằng phương tiện giao thông gì? Xe đạp, ô tô hay xe máy? Các con hãy quan sát và phát hiện thật nhanh xem xe đạp và ô tô được sắp xếp như thế nào. À, có một chiếc xe đạp, hai chiếc ô tô, một chiếc xe đạp, hai chiếc ô tô, một chiếc xe đạp, hai chiếc ô tô. Đây chính là cách sắp xếp hai đối tượng theo quy tắc 1 2 1 2 1 2. Nào, chúng mình hãy cùng đọc lại cùng cô: một chiếc xe đạp, hai chiếc ô tô, một chiếc xe đạp, hai chiếc ô tô, một chiếc xe đạp, hai chiếc ô tô. Bên trên là cách sắp xếp hai đối tượng theo quy tắc 1 2 1 2 1 2, được lặp đi lặp lại. Trong mùa dịch đến trường, mỗi bạn sẽ phải mang hai chiếc khẩu trang y tế và một bình nước đấy. Vậy bạn nào giỏi phát hiện thật nhanh cho cô biết những chiếc khẩu trang và bình nước được sắp xếp như thế nào. À đúng rồi, cứ hai chiếc khẩu trang một bình nước, hai chiếc khẩu trang một bình nước, hai chiếc khẩu trang một bình nước. Đây là cách sắp xếp theo hai đối tượng theo quy tắc 2 1 2 1 2 1. Bây giờ chúng mình hãy đọc lại cùng cô nhé: cứ hai chiếc khẩu trang một bình nước, tiếp đến là hai chiếc khẩu trang một bình nước, và sau cùng là hai chiếc khẩu trang một bình nước. Vậy đây là cách sắp xếp gì? Đây chính là cách sắp xếp hai loại đối tượng theo quy tắc 2 1 2 1 2 1, được lặp đi lặp lại đấy. Các con ạ, các cách sắp xếp theo quy tắc được ứng dụng và tạo ra rất nhiều những sản phẩm trong cuộc sống đấy, như trong công nghiệp dệt vải, hay tạo nên những bộ thổ cẩm đầy màu sắc mà vẫn tinh tế hài hòa, hay tạo ra những hoa văn trên những bộ cốc chén nữa đấy, tạo thêm điểm nhấn rất là đẹp phải không nào? Các con vừa được học cách sắp xếp theo quy tắc rồi đấy. Bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Trò chơi có tên Ai Tinh Mắt. Muốn chơi được trò chơi này, chúng mình hãy quan sát lên màn hình nghe cô hướng dẫn cách chơi nhé. Trên màn hình cô có dãy sắp xếp sau: một hình chữ nhật, một hình vuông, một hình chữ nhật, một hình vuông, một hình chữ nhật, một ô trống, một hình chữ nhật, một hình vuông. Bên dưới cô có các hình: hình tam giác, hình vuông,
hình sao và hình tròn đấy. Nhiệm vụ của chúng mình là hãy thật tinh mắt chọn một hình ở phía dưới, điền lên chỗ trống cho phù hợp với sắp dãy sắp xếp ở phía trên đấy. Chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa? 3 giây suy nghĩ, bắt đầu. 1, 2, 3, hết giờ. Chúng mình hãy quan sát lên màn hình và đối chiếu với kết quả của cô nhé. Cô sẽ chọn hình vuông để điền vào ô trống. Chúng mình hãy quan sát và lặp lại dãy sắp xếp cùng cô nhé. Hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật, hình vuông, hình chữ nhật, hình vuông. Và chúng mình ạ, đây là dãy sắp xếp theo nguyên tắc 1-1 đấy. Chúng mình có muốn thử tay tinh mắt thêm một lần nữa không? Chúng mình hãy quan sát lên trên màn hình xem cô có dãy sắp xếp các phương tiện giao thông được sắp xếp theo quy tắc nào. Và phía bên dưới có các đáp án số 1, số 2 và số 3. Chúng mình lại phải lựa chọn một đáp án phù hợp với dãy quy tắc ở phía trên. Chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa? 3 giây suy nghĩ, bắt đầu. 1, 2, 3, hết giờ. Cô sẽ lựa chọn đáp án số 2. Và đáp án số 2 là đáp án chính xác phù hợp với dãy quy tắc ở phía trên đấy chúng mình ạ. Dãy sắp xếp trên được sắp xếp theo quy tắc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mình hãy chơi thêm một lần nữa nhé. Chúng mình hãy quan sát trên màn hình dãy sắp xếp các phương tiện giao thông được sắp xếp theo quy tắc nào. Và cũng chọn đáp án số 1, số 2 hay số 3 để phù hợp với dãy quy tắc ở phía trên. Chúng mình đã sẵn sàng chơi chưa? 3 giây suy nghĩ, bắt đầu. 1, 2, 3, hết giờ. Cô sẽ lựa chọn đáp án số 3 đấy. Và đáp án số 3 là đáp án phù hợp với dãy quy tắc ở phía trên. Dãy sắp xếp các phương tiện giao thông được sắp xếp theo quy tắc 2, 1, 2, 1, 2, 1. Các con ạ, còn có rất nhiều các cách sắp xếp khác mà lên lớp lớn chúng mình sẽ được tìm hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng mình hãy quan sát, phát hiện và kể cho ông bà, bố mẹ chúng mình cùng nghe những điều thú vị đấy nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các con.